Và bây giờ thì không biết là mình cái công đoạn chính để thực hiện thì mình sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Công đoạn chính thì mình sẽ sơ chế bắp bò ha. Sơ chế bắp bò. Thường thì bắp bò nó có những cái lỗi trên này là gân với hơi mỡ á, mình sẽ lóc bỏ nó đi. Khi mình lóc đi thì lúc mà mình luộc nó lên á, nó sẽ không có bị sần sùi á. Thường thì mình làm cái gỏi heo bông này thì phải là bắp bò cho nó chín luôn, chín mềm nhưng mà không đến nó mềm quá. Mềm vừa đạt còn độ dai. Dạ rồi, vẫn giữ độ dai. Giờ em làm cái heo bông mềm mạnh ha. Thái sợi phải không anh? Rồi, em thái sợi. Dạ rồi. Rồi, công đoạn này giờ anh sẽ đi luộc bắp bò ha. Dạ, rồi, mời anh. Dạ, trong quá trình mình đợi bắp bò được luộc thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp công đoạn nào thưa anh? Trong quá trình mình chờ bắp bò thì bây giờ sẽ làm nước gỏi ha. Nước gỏi như lúc đầu mình có nói là mình sử dụng cái phần nước cốt của trái tắc. Đúng rồi. Dạ. Này là nước gỏi, cái này là nước tắc ha. Dạ rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho đường vào. Mình thêm khoảng bao nhiêu ạ? Mình sẽ cho thêm 3 muỗng đường vào. Và cái gia vị của đường thì mình có thể là gia giảm cho phù hợp với vị của nhiều người thì thích ngọt hơn hoặc là thích cho nó chua đậm đà hơn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Em thấy là có hai nguyên liệu rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm một muỗng nước mắm rồi ha. Muỗng nước mắm. Dạ rồi. Tiếp nữa thì mình sẽ cho một muỗng tương ớt. Tương ớt. Rồi, em lên cho mình đi. Dạ rồi. Cái nước gỏi này mình đã hoàn thành rồi. Dạ rồi. Tiếp theo thì mình sẽ chiên khoai môn. Dạ. Một nguyên liệu mà không thể thiếu ha. Nguyên liệu. Và để làm món bắp bò khoai môn này á, là chúng ta phải chiên khoai môn chiên đúng không? Chiên khoai môn giòn lên. Trong đó mình sẽ bỏ dầu vào đây. Dạ. Rồi mình sẽ bỏ cho nó ngập dầu ha. Dầu như vậy là được rồi phải không anh? Đúng rồi em. Bây giờ mình sẽ bỏ khoai môn vào. Wow, nhìn đẹp mắt lắm mà. Mình nhìn vào mình thấy khoai môn mà nó vàng lên xong rồi nó có cái độ giòn là ok. Giờ là cái liệu khoai môn này nó vàng rồi ha. Dạ. Giờ mình sẽ vớt ra để trên cái giấy thấm dầu. Nó rất là giòn. Trong đoạn nào mình đã chiên khoai môn xong rồi ha. Giờ tới xem bắp bò được chưa. Rồi, ok. Bắp bò cũng được rồi. Được rồi. Sẽ vớt bắp bò ra. Đây ạ. Để cho bắp bò nó nguội đi. Dạ. Giờ cái công đoạn tiếp theo là mình sẽ cắt bắp bò ha. Dạ rồi. Còn anh cắt bắp bò thì dùng bỏ cái này vào đây giùm anh. Dạ. Trộn lên, em bỏ vô chính giữa thôi. Dạ. Mình sẽ cắt đúng xới của nó, giờ mình sẽ cắt mỏng ha. Theo cái chiều ngang, xới ngang của nó. Dạ. Thì như anh chia sẻ là sau khi mà mình mở trưng bày ra trên dĩa rồi thì mình sẽ rưới nước sốt đúng không anh? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ rưới nước sốt lên ha. Dạ. Wow. Bắt đầu dậy mùi thơm rồi đấy okay. Anh ạ. Dạ. Xong rồi mình sẽ trang trí bắp bò lên. Trang trí bắp bò lên. Dạ.